Dậy, đà, phật. A, à, dậy, đà, phật. A, à, dậy, đà, phật. Nam mô bổn sư thích cao ni phật. Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 138. Có một số vị trưởng đoàn À, điện thoại à, hỏi rằng à, chúng con à, ở xa à, mỗi năm à, à, sắp xếp à, tổ chức chương trình à, mừng thọ cho các cụ dựa vào chương trình này để à, à, phiên các cụ niệm phật mà giống như à, à, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, khơi dậy cái tâm hiếu cho các cháu, làm gì được không thầy? những đứa nói quá được, mình mà chịu à, sắp xếp tổ chức thì nhất định người ta sẽ dẫn cha mẹ già lại liền chắc chắn đến để mà dự chương trình Tại vì mình tổ chức chương trình mừng thọ đó Mình đâu có kêu họ đóng góp tiền bạc gì đâu Mà mục tiêu của mình Để mà dẫn dắt các cụ già này biết niệm Phật Dựa vào chương trình đó làm phương tiện Để mình chỉ các cụ đó niệm Phật Mà thường nói là mừng thọ người già ta thích lắm Rất là thích thích đây là giống như trong tâm của người ta có một cái cảm giác là cuộc đời người ta giờ tới tuổi già mình còn tưởng nhớ hiểu không à, con cháu còn tưởng nhớ đến mình như mình làm cha làm mẹ mà con cháu nó quên mình mình thấy mình cũng buồn đúng không mà con cháu nó tưởng nhớ đến mình trong lòng mình cũng cảm thấy an ủi lắm quý vị nên từ nơi đó mà tất cả những vị trưởng đoàn ở xa Mình không có dẫn người già đến dự chương trình mừng thọ Ở chùa mình ở đây Quý vị khắp nơi nơi quý vị có nhân viên Mỗi năm mình tổ chức chương trình mừng thọ Cho người già từ 70 tuổi đổ lên rồi chương trình tổ chức mừng thọ đó mình tặng quà cho các cụ ví dụ như chiếc máy nghe pháp hay là cái đèn bông sen gì đó Thí dụ như chương trình đó Trước chừng một tuần Nếu chúng ta đủ duyên quý vị Báo cho ban tổ chức ở đây biết Nhưng Đức sẽ có một buổi nói chuyện ngắn thôi Chừng 20 phút 25 phút nửa tiếng đổ lại Nói về chương trình mừng thọ Khuyên người già niệm Phật Xong cái chương trình đó quý vị mới vô mình viết lời nhắn nhủ đến các cụ quý vị đọc trước một chút mới vô thì trước nhất mình sắp xếp chúng là mình cho niệm phật mình một là quý vị bật cái điều niệm phật mà trước thời gian tu ở chùa mình nè hai là quý vị đứng vì cầm micro bị niệm câu mấy bà già ông già niệm câu để ổn định đã chúng khi đến dự chương trình mừng họ niệm phật xong rồi mình đọc cái lời mà mình viết đó. đó về công ơn các cụ này kia rồi chút xíu xong quý vị bật cái buổi nói chuyện những đức lên khoảng hai chục phút 25 phút gì đó những đức chia sẻ trước thời gian đó từng từng thì quý vị báo với ban tổ chức biết những đức có một buổi chia sẻ những đức đưa lên mạng quý vị rút ra quý vị để vào chương trình đó xong hết trơn rồi bắt đầu là mình à, tặng quà cho các cụ lúc tặng quà mình bắt một bài à, nhạc về cha về mẹ vậy đó, lúc đó mình tặng quà, tặng quà xong hết mình làm lễ phóng sanh, mình à, hồi hướng, cầu cho các cụ có sức khỏe và phát tâm niệm phật, khi bỏ báo thân này các cụ được phật A Di Đà tiếp dẫn về thế giới cực lạc từ cái chương trình đó đó mà các cụ già tập trung đến quý vị mới khuyến hóa các cụ niệm phật chương trình từ 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 trở thành thói quen cái mỗi năm mình cái tổ chức một chương trình gì đó. thí dụ như mình ở vùng sâu vùng xa mình được nhân viên mình biết tu cũng có nhiều phật tử đều cũng biết mình mà cùng chí hướng hướng thiện một năm vậy mình tổ chức mấy lần thí dụ như những dịp tháng 7 hay là tháng giêng, hay là tháng 10 rằm tháng 10 ví dụ như một năm mà có thượng quân, trung quân, hạ quân ba cái rằm lớn nhất chúng ta tặng quà, tặng gạo cho người nghèo của làng quê đến tập trung lại hết bắt đầu là mình niệm phật đồ ổn định hết trơn bắt đầu mình có vài lời mình nói chuyện với bà con xong cái mình tặng quà kèm thêm chiếc máy nghe pháp có nghĩa là, là quý vị có thể dùng đa dạng phương tiện để truyền phật pháp phật dạy mình bố thí nhiếp mà nó có ăn tình rồi mình mới chỉ dạy nó tu được còn nó không có an tình, nó không có gì chứ Vì nói người ta không tin không? Nên từ nơi đó đó Có rất là nhiều phương tiện Để dẫn dắt người ta tu Để một đời này mình sống nó có ý nghĩa Quý vị nhớ là bất cứ một chương trình gì mình làm Chỉ cần chân thật Đừng có Lo sợ cái chuyện Làm ra đây Không biết À, tiền bạc này kia được đừng có lo nghĩ gì đó dưới khả năng mình cứ chăng thật làm tức khắc làm có người hỗ trợ cái cuộc đời này cũng có nhiều người người ta muốn hướng thiện lắm nhưng do người ta còn do dự tìm hiểu người nào phát tâm hướng thiện để mà người ta cùng chung tay nên mình cứ chăng thật mình làm đi đừng có dụng ý gì hết tự nhiên có người chung tay từ từ thành một mô hình mà chính bản thân mình làm Viết nó có ý nghĩa Thấy vui Nhất là chương trình mừng thọ nó có cái hay vô cùng Khi tổ chức chương trình mừng thọ Các con các cháu mình đến tặng quà cho các bô lão Để nhắc nhở các cháu Nhớ công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ không? Nhắc nhở Từ khi còn nhỏ các cháu đã được cái ảnh hưởng nhìn những người lớn mừng thọ cho các cụ già thì sau này các cháu cũng có sức ảnh hưởng đó mà biết hiếu thảo đối với cha mẹ nên chương trình mừng thọ là một cái nghĩa cử rất là hay để mà mình truyền tải với mong tịnh độ đại sư liên trì ngày nói rằng phụng dưỡng cha mẹ Lo lắng cho cha mẹ tuổi già Cha mẹ muốn ăn cái gì mua cho cha mẹ ăn Đó là hiếu thế gian Còn khuyên cha mẹ ăn chay niệm Phật tu hành cầu sanh cực lạc Đây là cái hiếu sức thế gian Bao trùm luôn cái hiếu thế gian Đây là đại hiếu thù thắng Nuôi dưỡng cái huệ mạng của cha mẹ Nên trong kinh giáo Phật dạy tất cả chúng sanh đều đã từng làm cha hoặc là mẹ của mình. Nên mới khuyên là xem người đàn ông như cha mình, xem người phụ nữ như mẹ mình. Tất cả mọi loài đều đã từng làm cha làm mẹ của mình. Trong lục đạo luân hồi này đã quay quẩn vô lượng kiếp. Lúc thì làm người, lúc thì làm súc sanh. Lúc thì làm cha, lúc thì làm mẹ, lúc thì làm con, lúc thì làm cháu Lúc thì làm ông bà Có nghĩa là nó cứ xây diễn mãi Nên trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói là Chúng sanh quay quần ăn nuốt lẫn nhau Ăn miếng trả miếng Thiếu nợ thì trả nợ Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu tình thì trả tình Thiếu mạng thì trả mạng Khi chúng ta nghe Phật Pháp rồi Chúng ta muốn đoạn ác tu thiện nên phát tâm ăn chay trường và niệm phật những cái gì tổn hại người khác thì thiệt đó không làm gọi là lỡ mình mà tổn người là không làm lỡ mình lỡ người còn có thể làm lỡ người mà không lỡ mình mà làm được thì phát tâm bồ tát phải nhớ nên niệm niệm vì người nên làm những việc lợi ích cho chúng sanh những đức thấy chùa mình phát triển những chiếc máy nghe pháp cái sức ảnh hưởng bây giờ quá mạnh truyền tải khắp nơi nơi sự lợi ích này lớn quá nên mỗi một phật tử biết niệm phật đều có cơ hội để chúng ta làm điều tốt mà như trong kinh vô lượng thọ phật dạy pháp thí thắng mọi thi bất cứ một chương trình gì cũng nên kèm pháp thí vào đó hay tất cả những người làm chủ cả có công ty lớn có địa vị xã hội quý vị biết rằng Cứu huệ mạng một con người đó là công đức lớn nhất Không công đức nào Không việc thiện nào bằng việc thiện này Nên chúng ta làm chủ mà biết tu Thì mình cũng nên gieo nhân viên cho người làm công mình biết tu Tết nhất Vừa lì xì họ mà vừa tặng thì máy nghe Pháp Đem về cho cha mẹ của họ Thí dụ như gia đình của họ Mấy anh em bên nội bên ngoại quý vị đặt máy nghe pháp quý vị tặng cho họ về để làm quà cho ông bà cha mẹ hai bên cái việc này người làm chủ làm quá đặc biệt quý vị vừa có giáo dục hướng dẫn họ khi họ làm công cho mình đối xử với họ không tệ họ bỏ công ra họ lãnh được tiền phù hợp mà mình còn chỉ dạy họ biết tu Tại vì mình biết được rằng tất cả chúng sanh Khi chúng ta có duyên gặp nhau Đều đã từng có thận duyên Mà bây giờ mình ngồi cùng nhau Nghe đạo đức như vậy Nên mình chân thật mình kết nhân duyên thiện Với tất cả chúng sanh Vì đó là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình Nên chân thật mà làm nên chương trình mừng thọ và những điều những đức chia sẻ Quý vị vừa mới nghe Quý vị khắp nơi nơi có thể Chính mình là những vị trưởng đoàn có thể làm được những chương trình này Rất là hay Rất hay Khi làm chương trình này thì chúng ta bố cáo lên cho những người Hữu duyên cùng chúng ta Để làm những chương trình đó Không nên đình rang quá Không nên tạo hình thức cầu nổi tiếng Điều là chân thật niệm niệm vì người không làm nhiều lần một năm tổ chức một lần còn thí dụ như cho quà người nghèo đi đem phật pháp diền vào thì một năm ba cái gầm lớn tháng nhiên và tháng 7 và tháng 10 từ nơi đó quý vị chỉ cần tổ chức bền bỉ như vậy thôi tức khắc nó có một cái hiệu ứng đặc biệt vô cùng để mà mình giúp chúng sanh có nghĩa là mình phải nghĩ ra nhiều cách làm sao truyền tải với môn tịnh độ cho từng nhà có nhiều người quý vị chỉ tặng cho người ta một chiếc máy nghe pháp thôi vậy mà những người già có thể cầm nghe mấy năm đến đây gặp những đức đặc biệt chưa quá nhiều đó chứ quý vị à, quá nhiều luôn từ nơi truyền tải máy nghe pháp ở khắp nơi 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 thành thị nơi thôn quê rồi nơi mà vắng vẻ con người nơi mà gọi là chưa phát triển cũng đem máy nghe pháp truyền vô đó được người đi buôn bán cũng cầm theo nghe được người đi làm ruộng rẫy cũng cầm nghe được có nghĩa là nó quá tiện lợi quý vị à trong thời đại hôm nay là thời đại cơm áo gạo tiền có người bạn biểu đến mức cùng cực Bây giờ Phật Pháp Không ngồi coi được Hiếm lắm Bây giờ phải đem Phật Pháp Áp dụng vào chiếc máy MP3 Để mà con người lúc làm việc Cũng có thể nghe Pháp được Hoặc là chiếc máy niệm Phật đeo cổ Lúc làm việc cũng có thể nghe niệm Phật được Có nghĩa là Pháp môn tịnh độ này áp dụng vào Trong cái hoàn cảnh cuộc sống mỗi giờ Mỗi lúc để mà tu hành được phải nhớ Trong thời đại hôm nay Nếu nói mà ngồi coi đọc sách Coi sách đồ này kia Hiếm Quý vị coi bây giờ mà mình mà tặng sách Khó khăn chẳng ai Nguyên một cái lượng sách lớn vô cùng Mà bên kia đem gì Liễu phàm tứ quấn của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không ngày giảng Ôi ơi, ai mà in ai mà cúng nó nhiều Đừng có nói nó quý vị ơi tưởng tượng luôn Quá nhiều luôn nhiều quá luôn quý vị biết rằng Dịp chùa mình dịp Tết Tặng Dịp lễ tặng Ngày Chủ Nhật Những đức khuyên ai cầm đi đâu Tặng cho ai được thì tặng dùm Vậy mà bây giờ còn nguyên một đống thiệt là to Quý vị coi Những đức hỏi nhiều người Rất nhiều người Cũng có những người đọc nhưng mà rất nhiều người họ nói rằng Hình như cái khả năng mình bây giờ đọc sách không được thầy ơi Gặp quyển sách mà mỏng mỏng còn có thể đọc Hoặc một hai câu chuyện ngắn Nhân quả thì còn có thể đọc Nhưng mà nói gặp một quyển sách to là gặp một cái Thấy quyển sách rất là đẹp Tặng thì cũng cầm gì Cầm về xong để đó Không biết chừng nào mà đọc được Nên quý vị coi Rõ ràng là trong thời đại hôm nay Chiếc máy MP3 và chiếc máy niệm vật nhỏ Những đèn bông sen những cái phương tiện này mình để ý rõ ràng là nó đang cú gấp Chúng sanh trong thời đại hôm nay thiệt Cú gấp Thí dụ như quyển sách thời gian của nó rất dài Nhưng mà để con người mà tới chừng nào đọc quyển sách này hơn lâu Thì in thì cũng được lợi ích Nhưng mà chiếc máy MP3 họ nghe liền Dù là chiếc máy này thọ mạng của nó nửa năm, một năm, hai năm, ba năm Nó tùy chiếc máy Có những chiếc máy người ta cầm người ta nghe hai ba năm chưa hư nhưng mà họ chỉ cần nghe nửa năm thôi là họ có cảm giác họ niệm phật rồi nên nói là cứu gấp cứu chúng sanh gấp cái lợi ích này quá lớn còn cái đèn bông sen để xuyên suốt ở trong gia đình trên bàn thờ bắt điệu niệm phật hộ niệm khi gia đình có hậu sự gì ông bà cha mẹ tuổi già tiếp tục lấy cái điệu hộ niệm đó gia đình cùng hộ niệm cho ông bà già cứ mỗi ngày phiên ông bà già niệm phật những đức niệm thì nghe đại chúng niệm niệm theo khi cặn tử nghiệp chúng con sẽ hộ niệm cho ông bà cha mẹ Bằng điệu niệm Phật này Nên nương vào điệu niệm Phật này Niệm Phật để cầu sanh cực lạc Mỗi ngày cứ nhắc nhở nhắc nhở gì đó Rồi khi cặn tử nghiệp chắc chắn mình sẽ giúp được Lợi ích lớn Mỗi một nhà đều có thể hộ niệm cho người thân mình được Và mỗi một gia đình có thể dụng công sáng tối công phu được Thờ khóa đưa lên rõ ràng Điệu Nam Mô như là Phật cũng có Mà ai với Đà Phật cũng có Ami Đà Phật cũng có Đầy đủ hết trơn rồi đó quý vị có nghĩa là Phật Pháp bây giờ mình phải truyền tải từng nhà Mỗi một con người tu hành không bỏ công việc mà vẫn tu hành được Đúng là Pháp môn niệm Phật này đặc biệt Nên có một công đoạn mà trong quán kinh vô lượng thọ mà Phật dạy tôn giả Anan An này vị Ông phải giữ gìn lời nói này Giữ gìn lời nói này tức là trì danh hiệu Đức Phật vô lượng thọ nó trong quán vô lượng thọ kinh Đức Phật dạy tôn giả A Nan là hãy thường niệm danh hiệu vô lượng thọ là ai di là Phật mà tôn giả A Nan đại diện cho tất cả chúng sanh chúng ta nên trì niệm danh hiệu ai di đà Phật người niệm Phật dù không có chút thiện căn gì khác đi nữa vẫn chắc chắn được vãng sinh hỏi Niệm Phật mà không phát Bồ Đề Tâm thì làm sao được vãng sinh? Niệm Phật mà không có trí huệ thì làm sao được vãng sinh? Đáp hỏi như vậy là vì không biết và hiểu Kinh Phật thiết vô lượng thọ rồi đây là những lời mà Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài nêu lên Người chân thật niệm Phật Người đi đứng nằm ngồi niệm Phật là người có thiện căn phước báo nhân viên người như thế nào là người có thiện căn phước báo nhân viên là người niệm ai với đà phật nhớ người đã chịu niệm ai với đà phật là người đã phát bồ đề tâm người đã chịu niệm ai với đà phật là người có trí tuệ tại vì trong kinh vô lượng thọ phật dạy người không đủ thiện căn phước đức nhân viên không tin pháp môn tịnh độ này người không có trí tuệ thì không niệm phật được Quý vị đừng bao giờ xem thường người ta khù khờ Ít nói Người này niệm Phật là người có trí tuệ Người niệm Phật là người có thiện căn phúc báo nhân viên mới niệm Phật Người không có thiện căn không có phúc báo không có nhân viên Họ vừa nghe câu vật hiệu họ sợ ma Họ nhức đầu Họ nghe bằng đêm họ sợ Họ nghe tiếng niệm Phật là họ sợ Họ chỉ cần đi ngang nhà quý vị thôi Họ nghe niệm Phật thôi là họ sợ lắm Thì quý vị biết cái người này là người thiếu thiện căn phúc báo nhân viên mà vẫn còn may mắn đi ngang được nghe qua một lần Dù là sợ dù là không tin Nhưng nghe qua tay một câu Phật hiệu Hoặc thấy qua danh hiệu ai di Đà Phật Thì gieo cái thiện căn Trồng cái nhân viên đắc độ về sau Đặc biệt như vậy đó Đây là lời nguyện Đức Phật A Di Đà Nó nói rằng Người niệm Phật dù không có chút thiện căn gì khác đi nữa Vẫn chắc chắn được vãng sinh Thiện căn gì khác có nghĩa là Người này không có một bản lãnh gì Khi làm bất cứ cái việc gì trong cuộc đời này chứ Người này chỉ biết niệm ai với Đà Phật Vậy đó mà người này khi cuối cuộc đời Được Phật Ai Di Đà đến Tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc Còn người mà quý vị coi Làm việc ở thế gian này giỏi vô cùng Mà không biết niệm Phật Vậy mà cuối cuộc đời thì ra đi chết vô cùng vất vả Có khi mắt mở to Miệng hả ra Lưỡi lè ra tay chân mình mãi cứ ngắt cứng còng vì sao gì khi gần chết không chấp nhận không chấp nhận cái chết không cam tâm mình chết nó khổ đó khổ ngay chỗ này nè nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nên chăn quý với môn tịnh độ này nên mấy câu đầu những đức nói rằng tổ chức chương trình mừng thọ hay tổ chức những chương trình gì đi chăng nữa phải kèm phật pháp vô mà những đức thấy rằng những đức tính ra cái cái cách mà chiếc máy nghe pháp mình mà cái thẻ nó nằm bên trong luôn hay. Thì biết rằng phòng vu mình bây giờ mà đưa cho họ chiếc máy nghe pháp đó nghe. Họ về một cái là họ đem cái thẻ ra bắt đầu là như thế nào. Có khi họ xóa trơn pháp vậy đó. Họ cài nhạc này nhạc kia vô họ nghe vậy đó. À. Đúng ra mình không nghe thì mình đừng đến nhận. Tại vì người ta tặng là tặng mình để nghe pháp chứ người ta đâu có kêu mình về nghe nhạc. Hiểu không? Nên mình muốn nghe nhạc thì mình tự mua cái máy của mình Tự bỏ tiền cho mình mua Mình nghe nhạc đó là chuyện của mình Nhưng mà người ta tặng máy nghe pháp mình Mà về mà xóa pháp mà cài nhạc cài cả lương Vì là mình có tội Mình đoạn duyên Khi người ta đến với mình là tu duyên tu phước Là tu được rồi Tại vì người ta hết lòng rồi Mình nhận rồi Là người ta tu duyên tu phước ngay mình được rồi nhưng mà chính bản thân mình tạo tội là vì mình vì mình xóa pháp mình cài nhạc cài cả lương nên á, những đức tính ở chỗ này nên những đức làm chiếc máy nghe pháp quý vị biết rằng chiếc thẻ nằm bên trong luôn thì khi đập chiếc máy nghe pháp ra thì cũng hư chiếc máy nghe pháp mất tiêu rồi. nên từ nơi đó thẻ nằm bên trong luôn nên có rất nhiều người họ gặp những đức họ nói rằng thầy ơi công nhận là từ lúc trước tới bây giờ con chưa bao giờ nghe pháp mà con nghe bền bỉ được À, bây giờ chiếc máy này con không nghe bền bây giờ cũng phải nghe bền vì sao vì con lấy thẻ không được nghe từ từ nó thấm thấm rồi tự nhiên mỗi ngày phải nghe vì thấy công nhận không đúng là chúng sanh bây giờ mình giúp họ mình phải có phương tiện phải nhìn nhận sâu sắc chính hành động mình mà nhìn ra được họ luôn ừ. nên từ nơi đó mình làm việc cho chúng sanh vừa lợi ích cho chúng sanh mà vừa đỡ bao nhiêu cái tác dụng phụ thì càng đặc biệt rất đặc biệt như chiếc máy niệm phật nhỏ vì coi 18 điều niệm phật nằm bên trong quý vị có chiếc máy niệm phật nhỏ bị bấm cái điều niệm phật nào mình thích cứ để cố định trong phòng ngủ chứ cần để cái máy niệm phật nhỏ Ghiêm điện suốt luôn bật một cái điều niệm phật nào mình thích nó niệm suốt luôn vậy ở trong phòng như đức kìa chiếc máy niệm phật nhỏ đeo cổ của mình mà gì mà như đức để hơn một năm nay Ghiêm điện nó, nó niệm phật suốt luôn mà nó âm thanh nó vừa nhẹ nhàng mà rõ ràng trong phòng lúc nào nằm nghỉ ngủ nghe gì cũng có được câu vật hiệu xong ớt mình ngủ bình yên vô cùng giấc ngủ nó nhẹ nhàng đặc biệt à, hay lắm quý vị ơi à, đúng là pháp môn tịnh độ này quá tuyệt vời từ nơi đó mà giờ chiếc máy nghe pháp mình rất là nhiều người thích đặt vì sao vì trong lòng người ta muốn đặt chiếc máy nghe pháp này tặng cho người ta để nghe pháp có rất là nhiều người chiếc thẻ ngoài là người ta đều rút thẻ Biết rằng mình tu phước tu duyên được rồi Nhưng mà đỡ đi cái tác dụng phụ Cho con người này tạo nghiệp Nên mình nêu đây là mình nhắc nhở quý vị. Con người mình cần được nhắc nhở Cần được hướng dẫn Người ta nghe người ta sợ người ta tránh Chứ con người mà mình thả cho ta nổi đại Tùy tiện hư lắm. Cái lòng tham của người mình nó nặng nề lắm quý vị. Nên niệm Phật từ từ Nó mới chuyển được cái tâm tham của mình nên dù một con người không làm được bất cứ việc gì Chỉ cần niệm ai với Đà Phật là Người này là người quý nhất trong loài người Người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người Ý là người không bị ô nhiễm khỏi chặng này Vì mỗi một niệm ai với Đà Phật là chúng ta đang phát nguyện sanh cực lạc Người niệm ai với Đà Phật là người đang nhớ thế giới cực lạc Người nhớ thế giới cực lạc Thì là người niệm ai với Đà Phật Đặc biệt thì nên từ nơi đó dù một con người mà ngốc nghếch như dương đầu ngốc Nhưng niệm Phật Biết niệm Phật, chăng thật niệm Phật là người quý nhất trong lời người rõ ràng không? Khi giảng sanh thì đứng giảng sanh biết ngày giờ giảng sanh Còn cái quý nào bằng cái quý này quý vị Nên đem cái môn tịnh độ này giới thiệu Cho tất cả chúng sanh dù khổ đau cung cực đi chăng nữa Nghe Pháp môn tịnh độ này chịu tu là nhất định mình có cơ hội để giải thoát có những người khổ đau đến mức cùng cực chán nản vô cùng quý vị chân thật gặp tịnh độ này rồi niệm phật đi có sự chuyển hóa lạ lắm mà người chân thật niệm phật là người cũng không sợ chết nữa quý vị à, tự nhiên xem cái chết nhẹ như lông hồng như. không còn nặng nề thì có người rất tự tại người chân thật niệm phật từ từ rồi có người này tự nhiên biết đủ thì thường vui rồi. biết đủ thì thường vui rồi. nhớ nên mình là người niệm phật Tin Phật chân thật mà niệm Phật Nên những đức thường nhắc nhở Ban tổ chức trong chùa Khi cái người dưới tay mình làm việc Họ nhờ mình xin cái gì cái gì Mình phải suy nghĩ cho thật kỹ Thí dụ như trong chùa mình đi Tất cả ban tổ chức đi Tất cả những người Ở trong đây Mình chân thật mình niệm Phật Ông bà cha mẹ mình tuổi già Mình đem về phụng dưỡng mình lo lắng được hết Những cái gì mình lo được cho cha mẹ mình thì rất đặc biệt Đó là những người có kiên nhẫn ở trong chùa lâu dài Người ta có công thì có quả hiểu không Còn thí dụ như những người mà người ta mới tu có thời gian mới vô chùa thôi Tự nhiên mình thấy người ta được được thôi Tự nhiên người ta muốn xin cái gì cái Tự nhiên mình đến mình gặp người trên mình xin nè Khi mình hỏi cái gì người trên mình phải tính toán cho kỹ có được hay không không được là nó rắc mắt uy tín nên con người mình phải kỹ lưỡng như vậy thí dụ như những con người người ta ở trong chùa lâu đi 4, 5, năm năm sáu năm chờ người ta nhiệt tình người ta trong ngôi tam bảo người ta phục vụ đại chúng lỡ người ta có sự cố gì trong cái phạm vi mình có thể giúp được là mình giúp liền không nói còn cái chuyện mà cha mẹ tuổi già không ai phụng dưỡng là dù cỡ nào cũng đem về phụng dưỡng nhiệt tình Đó là ban tổ chức trong chùa người ta quá nhiệt tình Phục vụ tam bảo quý vị hiểu không Nó có công có quả đó. Từ nơi đó cái gì nó rõ ràng cái nấy Chứ không phải là mình tùy tiện Không phải là mình nói trong ngôi tam bảo Mình có tâm từ bi Tự nhiên thấy ai mình cũng muốn giúp thì giúp Muốn ai muốn làm ai muốn hỏi tiền đưa tiền đưa tiền khó lắm quý vị rất là khó làm cái gì nó cũng phải có chừng mực của nó như vậy đó thì con người mình sống nó mới tồn tại lâu dài phải nhớ tất cả những việc thiện chúng ta làm chúng ta phải hiểu biết việc thiện này làm nó lợi ích còn việc thiện làm mà vì danh lợi làm rồi mà nó không có một cái lợi ích gì mà tác dụng phụ thì thà đừng có làm nên tất cả những người mà mình đứng vị trí mà mình hỗ trợ người trên mình phải có một cái góc độ sâu sắc nhìn nhận cái làm việc gì phải kỹ lưỡng vậy thì nó mới có sự tồn tại nên quý vị biết rằng pháp môn niệm phật này là pháp môn đại thù thắng một câu phật hiệu này bị chăng đặc niệm vị sẽ làm được một số việc rất nhiều cho chúng sanh mà một đời này sống có ý nghĩa đây là những buổi mà chúng ta mỗi buổi sáng một câu ai Phật niệm đến cùng nửa tiếng đồng hồ chia sẻ những đức thấy bây giờ cái buổi này có nhiều người chia sẻ và rất nhiều người vô coi coi điều rang nên chúng ta bổ túc cho nhau để gầy dựng tín nguyện để mà mình tin tấn niệm phật không có bị dao động tâm bất cứ ai nói gì cũng không dao động tâm giữ câu phật hiệu tới cùng để mà khi bỏ báo thân này phật A di đà đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc chúng ta phải luôn luôn tin như vậy thì câu phật hiệu này mình niệm mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị Dạ anh Di Đạo Phật Nguyện đem công đức này Hồn về khẩm tất cả Để từ và chúng sanh Đồng sanh về tình độ